mang trang phục đai xanh. Vâng, đề nghị quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn. Gặp Lao Đô Nguyễn Đức Thị, kiện tướng quốc gia mang đai đỏ. Xin mời trọng tài Nguyễn Đình Đệ. Bạn ơi, đây là keo cần thờ. Chúng tôi hãy đề nghị là trọng hai Lao Đô theo tuân theo trọng tài chống điều hành trận đấu. Trọng tài chống là ông Chu Thiên Trung. Hai đô chú ý, mời đô vào giữa sân. Hai đô chú ý, nghe hiểu lệnh. Trọng tài chấm làm vế xe đẩy. Thưa quý vị các bạn, nghi thức xe đài đây là nghi thức tâm linh, cũng là nghi lễ, nghi thức bắt buộc trong phần cổ truyền. Ba bước lên là bái tổ và ba bước xuống, ba ra ba vào, đây là ba ra ba vào thể hiện đặc trưng của các đạo Phật, cũng như là các động tác kỹ thuật để các vận động viên các hàng đô tranh thủ khởi động. Vừa rồi thì quý vị các bạn đã chứng kiến một màn xe đài cũng như là các động tác khởi động của hai Lao Đô. Một lần nữa đề nghị quý vị các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần thi đấu cho hai đội. Xin trân trọng cảm ơn. Hai đội chú ý, nghe hiệu lệnh trọng tài chấm, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Thưa quý vị các bạn, trong phần thờ, theo phần thờ, đây các hàng đô thể hiện các kỹ thuật về tâm linh, cũng như là thể hiện các kỹ thuật, các biến này để biểu diễn, cũng như là thể hiện các kỹ thuật đẹp mắt cho quý vị được chứng kiến. Và rồi thì Lao Đô với phí hữu tình đã dùng được kỹ thuật sang sau hoàn thiện, nhưng với một kỹ thuật phát hiện của cô Nguyễn Đức Thị rất là khôn ngoan. Vâng, lúc này thì Lao Đô hữu tình lại sang sau hoàn thiện, đó là một kỹ thuật sang sau, cũng như là một kỹ thuật phá sang sau của phát hiện của đô Nguyễn Đức Thị mang trang phục đai đỏ. Lúc này hai đô lại tiếp tục thi đấu ở khu vực. Vâng, vừa rồi thì quý vị đã chứng kiến một kỹ thuật giả cầm sát sau của đô mang gỗ đỏ Nguyễn Đức Thị đã có tiếng trống. Hai đô vào giữa sân tiếp tục thi đấu. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Như vậy là kết thúc hiệp thứ nhất thì hai đô đều có những ăn miếng trả miếng và đều thực hiện được những kỹ thuật hoàn thiện. Vâng, như vậy là một kỹ thuật gồm sườn tay gánh, sườn tay lách đã hoàn thiện, cả hai đô rơi vào tư thế đều là thắng cuộc. Rất là cảm ơn hai đô. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã lên trao phần thưởng động viên cho hai Lao Đô. Xin trân trọng kính mời ông. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tạ Đình Luyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Trung Mầu, cùng các đồng chí đại diện cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân xã Trung Mầu lên trao giải động viên cho hai Lao Đô với giải thưởng với Lao Đô 500.000 đồng.
Xin nhiệt liệt chúc mừng. Và như vậy là được hai chủ tịch đã lên trao giải thưởng tâm huyết cho hai đơn vị bắt đầu. Xin cảm ơn hai chủ tịch và xin cảm ơn hai lão đồng. Sau đây chương trình vật của lễ hội xã Thượng Bố xin được bắt đầu với đeo vật ở lèo số 1. Ban tổ chức sẽ mời các hàng đô vào đăng ký với ban tổ chức để chúng ta tham gia đua tài và tranh giải.